Dự báo thời tiết chiều và đêm ngày 2 tháng 6 năm 2021, phía Đông Bắc Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 27 đến 39 độ, có nơi trên 40 độ. Phía Tây Bắc Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 26 đến 39 độ, có nơi trên 40 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 27 đến 40 độ, có nơi trên 40 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 26 đến 39 độ, có nơi trên 40 độ. Khu vực Tây Nguyên, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 22 đến 34 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Nam Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Thành phố Hồ Chí Minh, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 28 đến 35 độ. Thủ đô Hà Nội, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 29 đến 40 độ, có nơi trên 40 độ.